Các hãng tin Reuters và Yonhap vào ngày hôm nay dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân JCS của Hàn Quốc cho hay là quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo sau khi binh sĩ Triều Tiên vượt biên giới vào hôm 20 tháng 6. Theo JCS, thì binh sĩ Triều Tiên làm việc tại khu phi quân sự chia tách hai miền Triều Tiên đã vượt qua đường phân định quân sự vào Hàn Quốc vào ngày 20 tháng 6 trước khi quay trở lại phía họ vì bị binh sĩ Hàn Quốc bắn cảnh cáo. JCS cho hay đây là vụ xâm phạm biên giới lần thứ 3 của Triều Tiên trong tháng này sau các vụ việc tương tự diễn ra vào các ngày 9 và 18 tháng 6. Các vụ việc này xảy ra trong bối cảnh Triều Tiên đã triển khai số lượng lớn binh sĩ ở các khu vực tiền tuyến kể từ tháng 4 để tiến hành một loạt các hoạt động như cài mìn, dựng các bức tường được cho là hàng rào chống xe tăng và gia cố đường xá. Vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, nội các Hàn Quốc đã thông qua quyết định đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận quân sự toàn diện với Triều Tiên.